Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai hộp scan máy Canon 29 bị lỗi E100. Xin mời các bạn đây dùng. Thì các bạn tháo hàng ốc này ra là tiến hành gỡ mâm. Bây giờ nắp rồi. Bên này nó có hai chốt này. Tiến hành bên kia cũng tương tự, các chốt nữa. Tiến hành tối những đó. Dưới này có cái chốt này, chúng ta tiến hành thòn thòn xuống và đẩy chốt luôn. Thì lấy cái nắp này rồi.
chạy với môi trường. Giá hôm nay tôi đã vô. Tiến hành tháo 4 ốc trong hộp cho kem rồi. Baro. Đây là cái dái này.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hiện giờ máy đã xong. Thay thế hộp scan bị lỗi E100 và hướng dẫn các bạn thay thế. Đây là scan bị lỗi, chúng ta đã thay thế. Chúc các bạn thành công.